Cô Phước chào các con. Cuối buổi học trước, các con đã biết để xóa được nỗi đau chia cắt đất nước, chống lại cuộc tàn sát đẫm máu của Mỹ Diệm, nhưng dân ta không còn con đường nào khác, buộc phải đứng lên cầm súng để chiến đấu. Và bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ tìm hiểu bài phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre. Bài 20: Bến Tre đồng khởi. Bến Tre ở đây đấy chính là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đấy các con ạ. Và đồng khởi nghĩa là cùng nhau nổi dậy, dùng bạo lực để phá ải kìm kẹp giành lại chính quyền. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm 4 phần. Phần thứ nhất, hoàn cảnh bùng nổ phong trào đồng khởi. Phần 2, diễn biến và kết quả phong trào đồng khởi. Phần 3, ý nghĩa của phong trào đồng khởi. Và cuối cùng là bài tập vận dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử nhé. Chắc chắn các con đã tìm hiểu kỹ sách giáo khoa rồi đúng không nào? Vậy hãy cùng cô trả lời câu hỏi: vì sao nhân dân miền Nam đồng loạt đứng lên chống lại Mỹ Diệm? Chắc chắn các con đã có câu trả lời rồi phải không nào? Nào, hãy cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Nguyên nhân của cuộc nổi dậy nhân dân miền Nam là do sự tàn sát của chính quyền Mỹ Diệm. Sự tàn sát của chính quyền Ngô Đình Diệm được gắn liền với chiếc máy chém lê khắp miền Nam. Và đây là hình ảnh chiếc máy chém các con ạ. À. Ngô Đình Diệm còn nổi tiếng với các khẩu hiệu như thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đồng tâm diệt cộng, tiêu diệt cán bộ nằm vùng, tiêu diệt cộng sản tận gốc. Gặp ở đâu là bắn ngay ở đó. Thấy ai tuyên truyền cho cộng sản là cũng bắn bỏ ngay. Và đây chính là một số hình ảnh về sự tàn khốc của chính quyền Ngô Đình Diệm đối xử với nhân dân ta. Và trước tình hình đó, không còn con đường nào khác, nhân dân ta buộc phải đứng lên phá tan ách kìm kẹp. Vậy nhân dân ta đứng lên phá ách kìm kẹp như thế nào? Thì chúng ta sang phần 2. Phần diễn biến của phong trào đồng khởi. Dựa vào sách giáo khoa, các con hãy trả lời cho cô câu hỏi: phong trào đồng khởi được diễn ra vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu? Các con đã có câu trả lời chưa nào? Phong trào đồng khởi nổ ra từ cuối năm 1959, đầu năm 1960 và phong trào tiêu biểu nhất là ở Bến Tre. Trên màn hình, đây chính là bản đồ địa lý của tỉnh Bến Tre các con ạ. À, và đây chính là huyện Mỏ Cày cũ của tỉnh Bến Tre, nơi bùng nổ phong trào mạnh mẽ và sớm nhất các con nhé. Tiếp theo, để nắm rõ hơn phần diễn biến, các con hãy cùng cô hoàn thành bản sao nhé. Các con hãy đọc câu hỏi ở cột A và sau đó viết câu trả lời ra giấy và kiểm tra đáp án của cô nhé. Câu hỏi đầu tiên: ngày 17 tháng 1 năm 1960 đã xảy ra sự kiện gì? 2. Sự kiện trên đã ảnh hưởng gì đến huyện khác ở Bến Tre? Câu 3. Kết quả của phong trào như thế nào? Các con đã có câu trả lời chưa nào? Hãy đối chiếu đáp án với cô nhé. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre. Và sự kiện trên đã giúp cho phong trào nhanh chóng lan ra các huyện khác. Kết quả của phong trào chỉ sau một tuần, 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. Và đây chính là một số hình ảnh cho thấy sự quyết tâm đồng lòng của nhân dân ta nổi dậy giành lấy chính quyền. Những nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt những người nông dân khi được giải phóng. Vậy, với chiến thắng vang dội đó, theo các con, phong trào đồng khởi đã mang lại ý nghĩa gì? Chắc chắn rồi, phong trào đồng khởi đã trở thành ngọn cờ đầu tiên cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Chỉ tính trong năm 1960, 10 triệu lượt người, trong đó có nông dân, công dân và trí thức đã tham gia phong trào chống Mỹ Diệm. Phong trào còn mở ra thời kỳ mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam. Nhân dân đã cầm vũ khí đứng lên
đẩy Mỹ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. Hơn thế nữa, phong trào còn đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, các con ạ. À, như vậy là cô và các con đã cùng tìm hiểu xong phong trào đồng khởi ở tỉnh Bến Tre. Và sau đây, cô đã tổng kết nội dung bài học thành sơ đồ sao? Đầu tiên, đó là nguyên nhân của phong trào đồng khởi là do trước sự tàn phá của Mỹ Diệm, phong trào đồng khởi Bến Tre bùng nổ. Và thứ hai, phong trào nổ ra vào ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi, và phong trào đã lan rộng khắp các huyện của Bến Tre. Kết quả sau một tuần, 22 xã được giải phóng, 29 xã tiêu diệt ác ôn và giải phóng nhiều ấp. Ý nghĩa của phong trào là đã mở ra một thời kỳ mới. Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, Mỹ Diệm rơi vào tình thế bị động, lúng túng. Như vậy, cô và các con vừa tìm hiểu xong bài phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre. Để xem các con có nắm được bài hay không, thì nhiệm vụ của các con là hãy trả lời bộ câu hỏi của cô nhé. Trong quá trình làm bài, có gì thắc mắc các con hãy liên hệ với cô. Cô chào các con.